Nếu được chọn, tôi thà rằng người nằm trong đó là tôi, chứ không muốn là anh em của tôi. Vậy nên lần ấy ở Isaiah, sau khi đội phó Điền bị thương, anh mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Lần ấy không chỉ vì Điền Dũng bị thương, là vì hành động thiếu suy nghĩ của cô khi chúng tôi tổ chức giải cứu. Cô đã cầm súng của bọn cướp, hành động khi ấy của cô chẳng khác gì tự sát, cô hiểu không? Nếu khi ấy tôi không phán đoán cẩn thận, rủ súng thẳng vào cô, thì có thể sự nghiệp quân đội của tôi sẽ kết thúc ở đây. Lần ấy khiếu nại đã gây cho anh không ít phiền phức phải không? Từ hạng nhất của học viện Hunter biến thành hạng 2, đã hời cho tên nhóc Sung Prasang ấy rồi. Xin lỗi. Không sao, sớm muộn gì tôi cũng có thể lấy lại. Cô thì sao? Cô có sợ không? Năm 2003, cô Lan, cũng chính là mẹ tôi, năm ấy mẹ còn làm y tá trưởng ở khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện tốt nhất thành phố chúng tôi. Khi chăm sóc người khác, mẹ đã bị nhiễm SARS. Sau đó tuy sống sót, nhưng sức khỏe không còn được như xưa, chỉ có thể về hưu. Tôi chịu sự ảnh hưởng của mẹ tôi, nên mới quyết định học y. Ban đầu mẹ tôi cật lực phản đối. Đến khi giấy báo trúng tuyển được đưa tới nhà, mẹ đã xem rất lâu. Sau đó, mẹ nói với tôi một câu: "Con gái, con không còn đường lui nữa." Người làm bác sĩ, sợ hãi là một trong những bản năng chúng tôi buộc phải khắc phục. Nhưng thay vì sợ hãi, tôi muốn dốc hết trách nhiệm của bác sĩ trước những tai nạn, không để lại những tiếc nuối gì hơn. Vậy nên, dù thế nào, tôi cũng phải ở trên con đập này. Tôi phải dốc hết chức trách hoàn thành công việc của tôi. Chỉ cần các chiến sĩ của tôi không chùn bước, tôi tuyệt đối không lùi lại. Làm tròn trách nhiệm có nghĩa là liều mạng. Nghỉ ngơi không tốt sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cô sợ tôi bị gì à? Sợ chứ. Tại sao? Tôi hỏi tại sao lại sợ tôi bị gì? Tôi là bác sĩ Lương Mục Trạch. Tôi không chịu được cảnh có người chà đạp sức khỏe bản thân. Cảm ơn bác sĩ Hạ. iQIYI, strange name, amazing shows.